mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục tài chính thị trường của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý 3 năm 2019 tăng 0,48% so với quý trước. Tính trung quý 3 năm 2019, CPI tăng 0,48% so với quý trước và tăng 2,23% so với quý 3 năm 2018, trong đó giáo dục tăng 5,91%. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,95%, nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,81%, may mặc mũ nón và giày dép tăng 1,84%, văn hóa giải trí và du lịch tăng 1,74%, đồ uống và thuốc lá tăng 2,14%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 7,87%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,97%. Có hai nhóm có chỉ số giá giảm là giao thông giảm 1,11%, bưu chính viễn thông giảm 0,59%. Hiện giá bán lẻ nhiều loại phân ure do trong nước sản xuất như ure Phú Mỹ và đạm Cà Mau, ure Ninh Bình và ure Hà Bắc đang ở mức 360.000 đến 390.000 đồng một bao. Còn nhiều loại ure nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia, Nga, Malaysia, Qatar giá 350.000 đến 400.000 đồng một bao. NPK 20 20 15 đầu châu và NPK 20 20 15 cò bay có giá 600.000 đồng đến 630.000 đồng một bao. Kali nhập khẩu có giá từ 400.000 đồng đến 440.000 đồng một bao. Theo các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, do nguồn cung dồi dào và có sự cạnh tranh giữa nhiều thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước, do vậy gần đây giá nhiều loại phân bón trên thị trường đã giảm nhẹ từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một bao so với năm 2018. Hiện giá bò tống và bò thịt trên địa bàn tỉnh ta đã tăng cao từ 2 đến 6 triệu đồng trên một con so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá bò giống 3B đang có giá từ 25 đến 27 triệu đồng một con, bò lai xin có giá từ 12 đến 18 triệu đồng một con. Bò thịt đang được nhiều thương lái và lò giết mổ gia súc trong tỉnh thu mua với giá từ 180 đến 185 nghìn đồng một kg. Giá bò tăng do nhu cầu tiêu thụ thịt bò tăng. Nhiều người dân tại các địa phương trong tỉnh cũng đang có nhu cầu tái đàn sau khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh tả lợn châu Phi tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, các cơ sở chế biến tinh bột nghệ tại xã Chí Tân, huyện Khói Châu đã mạnh dạn học hỏi khoa học kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị máy móc để sản xuất chế biến tinh bột nghệ theo công nghệ mới cho giá trị kinh tế cao. Nhận thấy cây nghệ phù hợp với đồng đất cho hàm lượng tinh bột cao hơn nhiều lần so với các vùng thổ nhưỡng khác. Công ty trách nhiệm hiếu hạn Hoàng Minh Châu đã đầu tư giống vốn liên kết với các hộ nông dân trong chăm sóc nghệ rồi trực tiếp thu mua nguyên liệu của bà con. Sau đó, công ty chế biến ra các sản phẩm từ củ nghệ như viên nang nano, cucumin, nguyên chất nghệ viên, tinh bột nghệ, nghệ khô, thái lát. Trung bình một năm xuất bán trên 200 tấn sản phẩm theo đơn đặt hàng. Đặc biệt là xuất khẩu ra những cái thị trường có tính, ấy, cần có những cái sản phẩm để cao cấp quy định lại bắt buộc mà trước khi phạt sản phẩm ở đấy nó phải điều đầu tiên là phải chứng nhận được khác. Và hai là cái cơ sở đủ điều kiện là phải nâng cấp thiết bị ở nhà anh Nguyễn Văn Thiêm, chủ cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Minh Lộc đã có 6 năm kinh nghiệm trong sản xuất cho biết do củ nghệ được trồng tại xã Chí Tân cho hàm lượng tinh bột tỷ lệ tinh chất cucumin cao được thị trường ưa chuộng để dùng trong công nghệ làm đẹp và thuốc chữa bệnh nên sản phẩm chế biến ra đến đâu hầu như được tiêu thụ hết đến đó. Trung bình một năm, cơ sở của anh xuất bán 60 tấn nghệ khô và 25 tấn tinh bột nghệ, trừ chi phí còn thu lãi trên 500 triệu đồng một năm. Địa phương chúng tôi đây thì là các hộ sản xuất đều có những cái mối đặt hàng trước cho nên là các hộ sản xuất ở đây vẫn phát triển rất là tốt. Công việc cho bà con địa phương cũng như mang lại kinh tế cho các hộ sản xuất kinh doanh. Hình thức quảng bá và kinh doanh của các cơ sở này là thông qua xây dựng các trang website, mạng xã hội, truy xuất nguồn gốc và tổ chức bán lẻ, bán buôn. Hiệu quả kinh tế đem lại cao, lại sẵn có nguồn nguyên liệu tại địa phương, nên từ chỗ chỉ có một đến 2 cơ sở. Hiện tại trên địa bàn xã Trí Tân đã có 20 cơ sở chế biến sản xuất nghệ. Nhờ vậy, củ nghệ tươi sau khi thu hoạch không bán thô ra thị trường mà được chế biến bằng những dây chuyền hiện đại, tạo nên sản phẩm chất lượng cho giá trị kinh tế cao được thị trường ưa chuộng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.